Giới thiệu với anh em một con máy đục. Với các cái đầu này có thể tháo thay được các loại mũi khác nhau nhé. Mũi thì mua đặt mua muốn kiểu gì thì mình mua trên Shopee. Đấy. Có nhiều mẫu. Này mũi đi rãnh này. Đi nét. Mũi này đục bằng này. Mũi này đục chéo này. Đục xéo này. Mũi này thì là hình móng, móng móng cong ấy. Đi móng gọt. Ví dụ mình tạo một cái nét. Đấy. Đại khái là như vậy. Mình sẽ tỉa theo. Kiểu nó là như vậy. Giờ thay mũi. Mũi thẳng. Rất là ngọt. Này, em làm lũa thì ngon nhé. Làm cầu tử ấy. Như thế này. Mình gọt lũa. Ủa cái này nó đen xì à? Đấy là mũi bằng. Còn cái mũi cong. Này anh em khoét rãnh. Tạo rãnh. Thank you.
Điêu khắc tượng, đục tượng, đục đồ mỹ thuật. Rất ngon lành.